Bây giờ là bài 46, tương với phần 6 bài 23 quyển 2. Đầu tiên là từ lạc đường. Mí lủ, âm Hán Việt là mê lộ. Mí. Mí. Lủ. Lủ. Mí lủ. Mí lủ. Tôi thường hay lạc đường. 我常常迷路. 我常常迷路. Rất dễ lạc đường. 很容易迷路. 很容易迷路. Mình lạc đường rồi. 我迷路了。我迷路了. Bây giờ là một cách khác để nói chủ nhật. 星期天。星期天。星期天。星期天。星期天. Xin chi thiên. 6:30 sáng chủ nhật. Xin chi thiên giáo sáng 6:30. Xin chi rư giáo sáng 6:30. Chủ nhật này, nguyên văn là này cái chủ nhật. 这个星期天 这个星期天 trong thành 城里 城 城 里 里 城里 城里 Đi vào trong thành chơi, nguyên văn là đi trong thành chơi. Chỉ chẳng lì wár. Chỉ chẳng lì wár. Tôi một mình đi vào trong thành chơi. 我一个人去城里玩. 我一个人去城里玩. Hãy nhắc lại, tôi lạc đường rồi. 我迷路了。我迷路了. Chủ nhật tôi một mình đi vào trong thành chơi. Xin chi thiên, 我一个人去城里玩. Xin chi thiên, 我一个人去城里玩. Lúc phải về trường, lúc cần về trường. 要回学校的时候. 要回学校的时候. Đã, hãy nghe phản nhắc lại. 已经 已经 đã 10:30 rồi. 已经10:30了已经10:30了 đã phải đến ký túc xá rồi. 已经到宿舍了 已经到宿舍了. Bây giờ là từ muộn. 晚. 晚. Từ này đã học trong từ buổi tối. 晚上. Rất muộn rồi. 很晚了. 很晚了. Đã rất muộn rồi.
已经很晚了。已经很晚了。Hãy nhắc lại, tôi lạc đường rồi. 我迷路了。我迷路了。Chủ nhật, tôi một mình đi vào trong thành chơi. Xin chí thiên, 我一个人去城里玩。星期日我一个人去城里玩。Lúc cần về trường, lúc phải về trường. 要回学校的时候。要回学校的时候。Đã rất muộn rồi. 已经很晚了。已经很晚了。Bây giờ là từ xe buýt, nguyên văn là công cộng xe hơi. 公共汽车。公。公。共。共。汽。汽。车。车。公共汽车，公共汽车。đi xe buýt, ngồi xe buýt. 坐公共汽车，坐公共汽车。rất ít ngồi xe buýt.很少坐公共汽车。很少坐公共汽车。Bây giờ là từ trạm bến. 站。站。bến xe. 车站。车站。bến tàu hỏa, 火车站, 火车站, bến xe buýt, 公共汽车站, 公共汽车站, bến xe buýt ở đâu?公共汽车站在哪儿？公共汽车站在哪儿 ？Không biết bến xe buýt ở đâu. 不知道公共汽车站在哪儿。不知道公共汽车站在哪儿。Hãy nhắc lại, chủ nhật tôi một mình đi vào trong thành chơi. 星期天我一个人去城里玩。星期日我一个人去城里玩。Lúc phải về trường. 要回学校的时候. Đã rất muộn rồi. 已经很晚了. 已经很晚了. Tôi lạc đường rồi. 我迷路了. 我迷路了.Không biết bến xe buýt ở đâu. Bù chứ đào công cộng chi chơ chan zài nả.
不知道公共汽车站在哪儿。 Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Lấy tiền, rút tiền. Chuyển tiền. Ở cửa 1 tầng 18. Trụ 18 lầu y mến. Dễ, khó. Rúng ỉ, nán. Một chai, một lọ. Y bình. Bệnh viện. Y yuan. Mượn sách. Chia su. Phim điện ảnh và phim truyền hình. Điện ảnh và điện sư truy. Lái xe đi cũng được, chỉ xe đạp, xe máy. 骑车去也行. Mình lấy tiền cho bạn. 我给你拿钱. Làm một việc. 办一件事. Loại màu đậm hay là loại màu nhạt? 深颜色的还是浅颜色的? Loại này có thể giảm 20%, loại này có thể chiết khấu 20%. 这种可以打八折. 这种可以打八折. Tuổi chó, tuổi cẩu. Sú cẩu. Tham dự dạ tiệc. Tham gia hoàn khuẩy. 8 giờ kém 10 đi đến phòng học. Trả 10 phân 8 điểm truy giao sư. Sau đó xem chút TV. 然后看看电视. 7 giờ 1 khắc đúng giờ xuất phát. 7点一刻准时出发. 吹 máy tính. 玩电脑. Công ty cử đến, công ty phái đến. Cung sư phải lái. Một cái sân bóng đá. Ý cửa chú chiếu trắng. Làm phiền, mình hỏi thăm một chút. Láo giả, wo đã thinh ý xả. Ở giữa công viên Hòa Bình và quảng trường Nhân dân. Tại Hòa Bình Công viên và Nhân dân Quảng trường trung gian. Cách đây bao xa? Lý trò yếu đua yuan. 700-800 mét. 700-800 mét. Từ đây đến đó. Xuống rõ tạo nở. Cứ đi thẳng về phía đông. Y trí hoàng tung dầu. Đường đi. Má lũ. Đến chỗ đèn xanh đèn đỏ đó rẽ trái. Tạo khốn lũy tân nở hoàng chúa quái. Một tòa nhà lớn màu trắng. Ý chùa bái sửa tờ tả lấu. Lạc đường rồi.
Mí lù lợ. Đi vào trong thành chơi. Chủy chẳng lì wán. Bến xe buýt. Cung cung chỉ chưa trạm. Chủ nhật. Xin chi thiên. Đã rất muộn rồi. Ý chinh hấn quả lợ.